Dạ Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân nha. Hôm nay là đi chợ sáng thứ ba 16 tháng 8 của chú anh chị. Hôm nay đi để cập nhật giá cả hải sản của chợ Bình Điền, đồ mối Bình Điền ngày hôm nay nha. Thì chim hả? Thì cô chú anh chị nào nếu mà coi mà thích kênh thì nhớ bấm một lượt thích và một lượt đăng ký để theo dõi những video tiếp theo để tăng đăng mỗi ngày cho cô chú anh chị mình cập nhật giá cá đến chợ này nha. Hôm nay đi sớm tại mua đồ, lúc gà đi mua đồ sớm của chú anh chị thì nó dễ mua đồ hơn, với lại đồ nó ngon. Rồi cái bò da nó vô quá trời luôn nè, bò da này lâu lâu nó mới vô của chú anh chị. Bò da đem về nướng nha, lọc da ra như lọc da ếch và xé cái đuôi nó dưới này nè, về xé nè lọt lên rất là dễ nha, về nướng ngon lắm. Không có nhiều người đặt cái này lắm mà không có nè. Cá bò da này mắc không Hào? Cá này nè, cá này bữa nay giá nhiêu? 130. Cá tươi 130 quý anh chị à. Cá mú biển đó nhiêu vậy anh Tú? 130 luôn hả? Hôm qua mới quay 120, hôm nay 130 rồi lên giá. Dặn 120 mới mua, 130 mới không mua, mới chịu dặn mua đồ mà nhận giá mới ghê. Giờ 130 không mua là cho thèm chơi á. Mú biển thiên nhiên, mú này mú thiên nhiên. Còn có 3 con. Cá bóp, cá bóp. Bóp lớn này nhiều anh? Bóp lớn này nhiều 200 mấy? 225 à, lên nữa rồi nè. Mình quay cho. Dặn không mua là không mua à. Qua mấy người dặn giá hay sao, coi giá hay sao tặng mua y vậy, không mua, không mua. Thì mua thì che mắt rẻ nữa. Đông mực. Bao nhỏ nhiêu ngon quá vậy? Lấy đầu này ngon hơn đầu bự à. Đó. Bây giờ đèn chớp quá trời, đèn chớp. Hôm nay Tân lấy đầu nhỏ cho cô chú anh chị nha. Đầu nhỏ nhìn nó ngon hơn nè. Đầu này bữa nay có 150 à. Lát khỏi vô bọc nước xách nặng lắm. Để gì đẳng còn vô đá nữa à. Vô bọc qua xách nè. Có không? Có, lâu sống như trứng. Trứng mua là một lâu sống dài đẹp lắm. Quay cái dè vô, cái dè vô. Giờ ta lên Facebook cái dè ai lên cái đầu luôn rồi ôi. Trứng mua rồi. Bự không? Cái rúng này hiếm lắm, con có thèo thôi à, bữa nay mua giá cái thèo của chú anh chị. Đó. Mua cho cô này hôm qua cô thấy đặt con. Không trẻ được nha. Không trẻ được hả? Ừ. Sao ạ? Nhỏ nhỏ không à. Vậy cắt phanh sát 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 cho cổ đi rồi mà móc mang bỏ đi rồi. Cái hộp đó mà. À, cái trứng. Trứng 300.000 hả? 300.000. Trứng bự bự như trứng gà non của chú anh chị. Dạ. 300.000 không có đeo bán nữa đó. Đầu này thì cũng 80.000 ký rồi. Lấy anh hai cái đầu nữa nha. Cái gì? 90. Đây không có dao lớn à, dao nhỏ không, không chịu trẻ giùm. 14 cái chị, con đèn chén rồi. 5 khúc. Cá rúng không có của anh chị à, chỉ có cá thiều thôi. Rồi có trên này dặn 5 ký hào mà không biết là hào thịt hay là hào con nữa, chắc hào con cái gì mà không có để hào thịt thì mua bậy bạ không biết mai sao nữa. Cò đẹp này đẹp quá, đẹp bữa nay cũng 105.000 của anh chị. 105.000 hộp nửa ký. Mai lấy mấy ký hào nghe chị Loan. Lấy mấy ký hào em nha, để qua mua cá. 3-4 ký gì vậy? Hôm nay có má béo mà. Má béo hôm nay rẻ không? Ồ, hôm nay rẻ hơn nữa hả? Ủa rẻ dữ à. Càng vô là bị rẻ. Càng vô hoài càng rẻ không? 65 để coi nhiều ký. Hôm qua 70, 65. Má xanh là mắc hơn hả? Đẹp mà rẻ nha. Ờ đúng rồi, đồ lúc nào đẹp càng đẹp mà rẻ, đồ nhiều à.
đồ mắc mà như cái gì á, không ngon. Này cá khoai mắc không? Nhiều. Tính 130 lần hả? Khoai lớn. Lấy 3 ký cá khoai đi. Cá mó này nhiều. 3 ký cá khoai đi, cá khoai đẹp mà. Còn cá bọc má này nhiều ký. Má này đẹp quá trời luôn. 65.000 quá xá rẻ của chú anh chị ơi. Cá hường đóng này nhiêu ạ? Hả? Này. Cái này nè. Cá hường thì lại cao. Nhiều. Cá hường 80.000. Cá đẹp quá. Để coi mấy ký rồi mua. Cá xịn sò nó da mới cược luôn không? Mắt thì trong ngần luôn. Cá đông lạnh lên mắt đục ngầu à, đỏ tươi đục ngầu à. Mắt nó đục lắm. Cá đông lạnh nó gã đông ra. Lúc nào rẻ là ngon à cô chú anh chị, nào canh lúc nào mà nước đồ vô ăn đồ ngon là vừa ngon mà rẻ. Rẻ hơn cá biển rẻ mấy chục ngàn ký. Cá này lúc trước là mua 90 ngàn. 90 ngàn cái trăm ngàn. Trăm ngàn. Nay có hai người nào ơi sao kịp hả? 30 ký. Nhưng 30 ký gì rồi như vậy cái gì, nói thiệt chứ không nên nói giỡn. Nay giá nhiêu ạ? Hả này trả cô chú anh chị mình mua, nếu mà trả hạt lát thì nói trả hạt lát, trả nàng nói trả nàng, nhiều khi đi trả giả tăng mua lộn đó. Để coi mấy ký giá nhiêu vậy hả? Này 155 đấy hả? Này 155 đấy hả? Ừ. Này 155 hả? Năm cái này trăm mấy nữa ra 145 à. 145. Cái 2 ký đi, 2 cái bự đây. Này rẻ à. Lượng này bự về quá trời, bữa kiếm mừng bự không ra. Lương ruộng tiền ơi, lương ruộng tiền ơi, lương ruộng nhiêu ạ? Lương ruộng nhiêu ạ? 22 ạ. Cá chạch ừ, cá chạch nay nhiêu bự? Nhiêu ba xị bữa nay rẻ hả? Rẻ là bữa nay mỗi bữa cá sô là 300 mà bữa nay lựa cá chạch bự mà 300 mà nay về nhiều quá trời luôn. Cá chạch thiên nhiên lương 22 hả? Ra lựa mấy ký lương đồng cho cô này gửi đi nước ngoài nè, gửi về Bình Dương mà có đi nước ngoài. Cái gì 45? Lương này chắc mua 45 hả? Ba con ký. Cho anh cái gỗ rồi, cho anh gỗ rồi lựa lương á. Này cái gì vậy? Cái linh non hả? Này nó hôm qua nó như 170 gì đó hả? Linh nhỏ 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 nó về làm gì ta? Linh đầu mùa. Lương ruộng đó anh chị. Mua cho cái cô này gửi đi nước ngoài nè. Gửi đi Mỹ gì quá. Lương vàng nha cô ơi. Mua bán là lương đồng, nói lương đồng, lương nuôi nói lương nuôi nha, để mua bán là kêu xào trẻ. Tội lỗi chết. Làm nghề bà cậu này mà xào trẻ quá. Không mốt cặp đất ăn luôn á. Nhà bà cậu nè thấy vậy chứ nó sống có mà kiểu mà xào trẻ mà sống mà bán ác quá, không mốt không có. Không có gì để mà ăn hết trơn. Làm thì để
có tâm chút xíu để nó là lợi ích chút xíu, nhưng mà kệ, làm đàng hoàng 21 người ta mua hoài. Có ở đây có nhiều dừa, người ta mới dừa lớn đó chú anh chị, có tên giàu kinh khủng, giàu tiền không biết để đâu cho hết rồi. Thế vậy chứ mà vô mà chửi bới bạn hàng rồi kia nọ cái sau này cũng có một vài dừa thường banh xác luôn, bán ô dừa cũng nhiều. Tăng ở đây đang làm rồi đó cũng lâu rồi, thấy cũng nhiều người vậy á, vô thấy lính cũng chửi mà bạn hàng cũng chửi mấy người đó thôi. Lên xuống gì không, giá y vậy hả? 230 của chú anh chị ơi. Cá lăng dặn 5kg con mà giờ không có cá lớn rồi làm sao đây, có 3kg rưỡi thôi chú ơi. 2.4 kg hả? 2-3kg thôi, bự quá. 3.4 kg bự quá. 2.5-3kg được. Chép giòn 140.000 của chú anh chị. Chép này về nấu lẩu ăn ngon lắm nha. Ăn cái da cái thịt nó sực. Đã lắm. Cái này nó cho ăn đậu nành đó chú anh chị. Chép mình mà nó nuôi cái ép sao mà cho ăn đậu nó giòn. Giờ phải đi kiếm con cá mú ở cái lăng to chứ không. Cá này ông ra 270. Cá xay 2kg. Hai bánh á. Dạ em gà lên. Nay quá trời đồ ngon luôn cô chú anh chị ơi. Trời ơi đồ 7 bữa nay vô là ba thiên luôn, bao hàng ngon luôn. Quá trời ngon luôn à. Xịn sò nè, nó ăn là ăn, phải ăn đáng đồng tiền, phải ăn mực dày không không? Mực khô dai vậy là mới ngon nè đó. Về là nó không có bị nở mực, không bị ngâm nước, bị ngâm này kia nọ. Nay mực lớn nhiêu rồi bảy? Mực squid 7. 300. Giá cũng còn đỉnh quá nhưng mà nó xịn sò. Nay ăn nay nhiêu đẹp quá là lo. Rồi. 100 mấy? 180 hả? Nàng mới về luôn của chú anh chị. Nay xịn sò không nè. Nhìn là biết nó tươi, độ tươi nó cái nào ha. Còn hít luôn á, cái mấy cái xúc tua nó còn hít luôn á. Nàng không có mực bầu mà có mực nang nhỏ hả? Có luôn hả? Nhiều, đầy đủ đồ chơi luôn. Ôi, nay bự dữ hả? Nay nhiêu giá cũ hả? Để anh coi lấy 5 ngon quá trời luôn, này bự chà quá luôn, hôm qua kiếm ra. Trời ơi, biết mà đánh bắt gì đâu mà cái lưới gì mà nhỏ xíu gì cũng đánh được đó trời. Mực nhỏ xíu gì rồi sao lột để ăn nguyên nhai nguyên con hả? Thì đó coi, vậy mà mấy ổng cũng bắt được hay thiệt chứ. Để cho nó bự vậy người ta bắt cho nó có ký hay gì, bắt biết mà cạn kẹt nguồn hết trơn mấy cha ơi. Nè, con bầu mới lớn, còn con bầu mới đẻ cũng bắt luôn đó nè. Đó. Còn không có đổ, sợ lỗ tiền xăng dầu cái gì bắt, cái gì cũng bắt hết trơn, có tục kẽm nữa cái trời. Nay sao nhiều đồ dữ vậy? Kẽm nè. Để anh coi nhiêu ký à, nói cho em làm nha. Quá đã, bữa nay đồ dễ mua đi. Đồ nhiều giờ là mua dễ lắm. Nó nhiều là cũng mua lựa đồ ngon được. Đang xịn sò nghe quý chị ơi. Và 4 con, con ký là người 2 con. Đang bữa nay 170.000 ký. Con này giá tầm ký con á. Ký. Ký. Ký còn nước còn 9 lạng. Bự hơn xíu đi. Đó. Quậy. Có tăng vô đây là tăng mua vô bãi muốn bắt gì bắt à. Bạn hàng vô hả cho bán xô không à. Đây. Vô muốn bắt gì bắt. Tay luôn, bự luôn đi. Đó. Ý vậy?
Trời ơi, con nào dữ bể vậy trời. Ủa, đâu hả? Nó bị tức, nó sọc ra thôi. Rồi, được rồi. Rồi, được rồi. Lao nhỏ này nhiều lon? Trăm mấy? 140 hả? Ống nè, ống câu nè. Lấy 3 ký đi. Bữa nay cái 10, 12 con đó nay giá bao nhiêu? 12 con, 2.2. Này hả lon? Quá trời ngon, bự luôn. Để anh coi mấy ký, lấy cho cô Hương mấy ký à. Này ngon. Này ngon, bỏ chia tay thằng bạn chảnh nè. 70 ngàn. 3 ký ống lao nhỏ đi. Dặn ống lao mà không biết lớn nhỏ thôi, mua ống nhỏ đi cho rẻ tiền. Mực bữa nay nó đẹp đi không nổi luôn. 300k mà không biết bà có bớt không. Bà kêu vậy khi bà bớt á, lát bán bớt 10 ngàn không? Tăng ở đây nhiều lúc mà chợ mà giật giá lên 20-30 ngàn, 7 đâu lên tăng được đâu. Nó bán giá hữu nghị à. Nuôi cái đâu nuôi, mát không anh Quang? 115 ngàn. Cá này về nướng một cái thì ăn thôi béo. Cá nuôi nó béo không? Cá này ở đâu lên anh Quang? Này hả? Ừ. Ở Cà Mau hả? Cà Mau vẫn nuôi cái này dữ vậy đó hả? Không, để lên cái sống nó đâu có bự gì đâu. Cái Vĩnh Long mấy chỗ nuôi bạn cũng được. Để gọi khác luôn. Con này có con cả ký luôn hả? Có. Con này về nướng trước. Cái gửi mà 600 ngàn không chân hả? Gần 600. Các hàng nhỏ không có, người ta hàng vàng nó không có hả? Để hàng này đi, ok mà. Người 3 con hả? Người 4 con, người 3 con hả? Ừ. Tào lao vậy. Con này, hai con này được ký không? Ký đó. Bắt cho cô Hương hai con này bự đi cho bả đi. Tại bả lớn tuổi rồi, bả ăn các bạn ăn bự đi. Thằng lớn nó đỡ xương. Rồi. Cá này đâu có xương. Nhiều bạn, nhiều bạn. Bán bạn 120 đi. Còn này 2 ký nữa cho cái anh chị kia được rồi. Giờ không có cá phèn đi. Nãy giờ cá chim đen bữa nay không có luôn. Đi nãy giờ giáp chợ không có con chim đen nữa. Chim đen hả? Đang mối đang báo là đang cầu rồi biển. Hai bữa ba bữa luôn không thấy có chim đen. Ba bữa à. Có là chịu gửi cho chị Phương xa nhà thì dễ. Cái lạc vàng hồi vô không? Mấy ký mấy ký. Tép đông, tép đông. Nay nhiêu vậy anh? Nay đồ nhiều quá rẻ không anh? Hả? Lại nhiêu? 115 hả? Rẻ được 5 ngàn không? Rẻ được 10 ngàn hả? Đâu thế, tại tôi lấy dao mối chứ đâu có ấy đâu, đâu có giờ kéo 4 thùng dao nè. 2 ký là hôm qua thiếu anh 2 ký nữa, 4 ký không? 4 ký. Thì trả tiền luôn nè. Rẻ, 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 rẻ đá. Vậy này bán 100 ngàn á, thấy không? Hay là nhiều? Đâu? Hỏi 130 nữa. Ở cá mối này, biển này bán nhiêu ạ? Biết giá không? Biết giá không? Muốn tới 200 mấy lần hả? Ôi, cao dữ rồi. Nãy hỏi 130, 160 cái món kia. Nó 220 thôi, nhịn thèm luôn. À, muốn nước lợ. Nó mắc hơn cái món biển nữa. Cá túi lúc gài rẻ không em? Cá túi này lúc gài rẻ không? Cá túi này không có rẻ anh ơi. Nhiều. 200. Ồ, giờ mắc dữ vậy đó hả? Muối nghệ. Cá chai. Muối lớn là 2 kg lên 200 đó hả? Bạn mua cái gì vậy bạn? Mua gì hả? Mua cá sóc hả? Đừng cho lựa, về chảnh bán người ta cũng bán xô không hả? Anh ơi, đá gì lắm rồi à. Gì nha? Đừng cho lựa, về chảnh cũng bán xô mà. Sao em chị đá nộm? Ghê vậy. Cá sóc vàng. Cá ngon quá.
cua lót lớn nè, 2 kg. Nay ăn nhiêu? 180 hả? Cà na lớn chà bá ăn nhiêu? Sầu cầu luôn á, 101 hả? Này là bự nhất luôn đó hả? Này 2 kg nữa đi. Hai này 101 được rồi. Cà na này lấy ra cái ruộng nó trắng thiếu rồi không? Ngập lắm. Cà na ngập. Cái ruộng trắng đúng không? Hai na hai bao lót luôn. Này 108 à? Còn, cái con này nó béo lắm phải không? Béo luôn, ngon hơn Phương hả? Tại hàng này hàng nhập hàng đông lạnh nên chứ nó không có phải hàng tươi chứ anh chị. Nào bán cái nào nói sống sống, nào nó chết nó chết rồi chứ không có bán tàu lâu nói vậy. Hàng sống rồi nói hàng chết. Hàng chết mà nói hàng sống chứ lộn. Trò đẹp này bữa nay rẻ chưa? Giá nó giá còn cao quá. Hôm qua nhiêu? Hôm qua còn là 50 quá 60. Này, hôm nay 35.000 coi chú anh chị, quá sẽ rẻ rồi, lụng chợ rồi, thấy chưa? Hổng cái này 80-90.000. Có 2 kg hay gì à? Ủa nó bự nè. Coi vậy luôn á hả? 35.000 à. Hôm nay đi dội chợ rồi, để tới sáng mua rẻ lắm. Sáng còn chừng 30.000 nè. 30. Ê, nữa 25.000 luôn. Mấy ngóc con tài nữa thôi, sổ hết trong ngày. Sổ mà nhỏ 20, nhỏ xíu thịt thà về ăn, về mặn cực. Cái này của chú anh chị về á là luộc lên xong rồi mình mặn ruột ra, mình mà lấy sạch sẽ trong ruột ra hết, xào sả ớt đi ăn, trời ơi nó ngọt ngon dữ vàng, nó ngon hơn thịt gà luôn. Sả ớt cay cay luôn nha, đã vô. Ngon lắm. Bỏ tép mỡ vô nữa nha, phải bỏ tép mỡ nó mới ngon, bỏ bằng mỡ nó mới ngon nha. Bỏ mỡ vô nó ngon hơn là dầu. Có tép mỡ á. Đây sò ốc quá trời luôn. Cô chú anh chị nào mà mua đồ ở Tân á, nếu mà cái món nào ví dụ như ăn ngon dở gì thì cứ bình luận ở dưới kênh của Tân ha, để Tân biết có gì để Tân còn rút kinh nghiệm nữa để mua đồ cho nó chuẩn hơn để cho cô chú anh chị mình nha. Nhiều lúc rồi tôi cô chú anh chị mình thấy ví dụ mua 1 kg 2 kg, thí dụ nó có dở trong đó thấy không có đáng, cô chú anh chị mình không có nói, người ta không có biết, thì mình cứ nói đại bình luận ở dưới để Tân có thể sửa đổi lại làm tốt hơn. Này sò ốc khá là nhiều luôn, quá trời chợ đầy luôn. Mai nay rẻ chưa em ơi? Mai nay nhiêu vậy bộ? Mai xanh á? Mai xanh nay nhiêu ạ? Xanh nó giá quà luôn. Hả? Giá quà luôn. Là nhiêu? Giá quà luôn. 101 đi, lấy 8 kg hả? Bây giờ nè, anh em mình bán mà hàng tới bớt 5 đồng. Bớt 5 đồng hả? Mai nữa đó. Lấy mai xịn luôn hả? Lấy gỗ rồi. Hôm qua kêu 3 là không có trả giá, là mình mua mình phải trả giá của quý anh chị. Hôm qua lại quay phim nữa nói 3. Mai này là bao mập luôn quý anh chị, ăn là cái cầu nó bự chà bá luôn. Ổng anh Quân anh mua 1 kg, anh khen ăn ngon quá trời. Cái gì em? Mình không có đến với nhau được gì hết trơn. Càng nhiêu mà đồ ngủ nhau. Khỏi mập, con nó nằm chụp nè. Mai vàng này cái coi nhỏ xíu à. Hả? Cái gì vậy đây à? Thường thường anh lấy càng cổ trời. Càng cổ này nhiêu? Bớt đi. Nó quen quá cái nó mùa. Nó giá thiệt không à? Cái gì? Càng bự nhà bá luôn à. Con ra làm nắm tay người ta không trời.
Đợi xíu đi. Cái sò mai của chú anh chị, nếu mà anh chị nào có đi mua chậm tiền á, đi vô đây mua á, đi tham quan sẵn mua luôn á, mình mua xong mình phải ấp vậy nè, để cho một hồi mình lâu lâu á mình quay lại cân nó không mắc ký nha. Hồi đó tăng mới đi mua đó cũng đâu biết đâu, độ cân có 3 kg vậy, hồi còn có 2,5 kg à. Bây giờ mua là cả nào cũng để tích lâu lắm, để mua đồ rồi xong rồi nó mới lại cân không à, để đại nó không có mất ký, nó đỡ mất ký, cái để cân liền nó mất ký dữ lắm, nó ngậm nước nó uống nước rồi mày nè. Này vô hạo thử anh cái này 5 kg đủ chưa, lấy anh cái gỗ khác thôi. Mà sao không bớt gì vậy? Thiệt luôn á. Gì? Tại vì kêu giá sát rồi, đâu có kêu giá hết đâu đó. Đúng không? Đã kêu giá hết thì đó. Lấy càng lớn lớn, bịch 2 kg, 2 bịch. Đừng lấy mấy càng đen vậy nha. Biết rồi, cái người ta lựa, người ta bán 4-5 càng. Thấy ghê vậy? Cái gì đó? Dương hả? Dương này mắc không? 340. Dương đó 340. Trời ơi, Dương mắc dữ vậy trời. Lấy càng trong trong thôi, càng này nó ngon quá không, thịt nhiều mà. Ốc tỏi này mắc không? Nhiều. Tính năm 229 này. Hôm qua 300 mấy rồi, mấy này. Qua 300 mấy lần. Hôm qua 350, 36. 31 rồi. 34 rồi. 36. Rồi. Còn giá đỉnh chưa có xài được. 33 luôn. Cái gì? Con này cái gì quên rồi ta? Sằng, ngao sằng nữa. Sò Dương lúc gài mập quá hổm, cái tháng nắng của chú anh chị ốm, nó ốm mà nó yếu xìu à. Sò Dương lớn này nó cũng giá luôn hả? Lớn thì lớn mắc hơn 390 hả? Thôi nghĩ sao ăn con sò Dương sò Dương ăn con mấy chục ngàn ăn nổi rồi, ăn bỏ vỏ hết trơn à. Có lúc nó có 200 ngàn luôn đó anh chị, mấy con sò Dương nè 200-250 luôn. Bây giờ không biết sao mắc dữ vậy, không biết. Bây giờ tại như là trời bão quá, cái không có đồ quá, gió tao đồ nhóc hết trơn không có. Nhưng mà nó lên giá anh. Len ốc len. Có ốc len cắt sẵn chưa? Bán cho 2 kg đi người đẹp. Hả? Lớn. Bữa nay chỉ còn 140 hả? Có nào lấy trước được không? Dạ. 2 kg à? Dạ. Ừ. Chưa cắt nữa. Vậy cắt đi 2 kg hả? 2 kg lấy cho lại 150 hay 140? Lấy lớn nhất ở 150. Lớn nhất không? 150 phải không? Này hả? Này. Có con đen nha. Thôi lấy nào mỏng vỏ lấy. Hả? Lấy nào mỏng vỏ lấy. Nó mỏng vỏ nó không thấy, nó thay đen á, thay đen bữa đỏ. Dạ. 2 kg. Đi chưa tạo lại. Xíu hoài lấy. Mua này gì cắt luôn, cắt để tới chiều nó cũng không chết luôn anh chị. Cắt tới chiều cũng không chết nữa. Nó sống dài lắm. Thì kiếm ốc giác. Ốc giác cho cái cô này mua gửi đi nước ngoài. Ốc giác lớn này mắc không vậy? Mắc lớn 200. Còn cái này tính giá 18. Cái nào 200? 200 lên đó. Cái giòn giòn nó lại rẻ hơn hả? Ôi mắc hơn hả? Mà cái sò nó rẻ hơn hả? Cái này nó mồi mỏng. Mồi mỏng. Bỏ cho giờ vỏ dày á. Bán không lấy chục ký à? Bao giá luôn. Bao giá luôn. Mày quen rồi chỉ có bán 17 đâu. Quen. Lấy kia giá. Ốc lớn hả? Cái này mồi dày là nó nặng vỏ hơn. Ừ, mồi dày thiệt. Này nó mỏng hơn là mỏng dánh luôn rồi anh chị ơi. Nè. Mắc hơn 10 ngàn nhưng mà cái vỏ nó mỏng hơn nha. Mồi con này nó dày kìa nè. Đó. Lấy vỏ mỏng thì cho nó nhiều thịt. Cũng bớt 5 ngàn để gọi là bớt. Đi, 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 đi. Được không? Đâu, được. Không có
cao đó mấy người, 520 kè luôn. Đó đẹp đó, à, nó có sáu mấy con. Thì ông nhỏ. 500 màu vàng bên đó tính 5,5. Có 5,000 đây lấy gọi bớt 10 kg. Nó có lời, có lời là có bớt có bình liền. Thúc cái hàng lớn á, lửa tay ơi. Lấy gọi, lấy gọi. Đưa đưa cái gọi làm gì cái tay lịch chụp với mon. Đưa cái gọi cái gì đây. Đưa cho con này đưa gọi cho anh. Nặng nước kêu được, nước dữ lắm. 200 ngàn. 200 ngàn luôn chị kìa. Ốc này lưới hả ta? Lưới cũng dính nó nữa hả? Lưới, nó văng lưới mà. Ở ngộ hả? Ốc mà văng lưới dính hả ta? Cào được đâu. Ngộ hả? Ta kéo lưới đó. Ờ. Trời ơi, vậy được rồi. Ủa, ốc này kho ốc hương lớn hả? Phần lớn nên là mắc lựa đều chấm yếu đi. Vậy? Nó phương thì mắc nó hơi lớn. Đó nhiều, đó là mấy trăm. 600 rồi vớt ra đi lựa cho anh 2 cái điều đi. 600. Ốc có 7 một con nha. Ốc đó ha, nó bự hơn, 70 con là màu vàng. Rồi được cái đó đó. 60 con. Đó, tại đổ. Ốc nhung này 155.000 của chú anh chị. Ốc sống nha. Có loại ốc đông lạnh nó rẻ hơn nhưng mà nó ốc sống rồi. Sao đẹp này đẹp quá. Đẹp này màu sáng mấy đẹp kia nè. Màu tối tối nó dễ bị cát lắm. Rồi xong cái thằng ốc giác dâu mà môi dày. Môi dày mua môi mỏng này thịt nó nhiều. Bán anh cái móng tay móng chân à? Điếm con hả? Bán anh cái móng chân à? Điếm móng chân à? Móng nhỏ vừa vừa không bự quá mắc lắm nhiêu à? 206 à? 206 hả? Lấy anh ký bỏ nước biển vô cho nó sống. Móng chân này, móng chân này mắc không có cái lộ bự nữa là nó 400 mấy của anh chị. Bữa nay không có xài ốc hương. Đâu? Nào? Này, này lên giá lại hả? Đó, cái kia thì này giảm giá đó, nhưng mà là hàng này lớn. Cái hàng lớn này, này 220 hả? 21 lộn kim hả? Thôi lấy cái kia để điều con, lộn kim quá. Lấy lớn đi, này lộn kim nhiều quá. 2 kg là cái cân liền luôn đấy. Cá bóng gà bóng bán nhiêu kìa. Này nó đều con hơn. Lấy cho cô lớn lớn. 2 kg thôi. Cá xuống nhỏ không nhân? Có một chứa được. Có 2 kg lô à? Giá nhiều à? Hả? Mày vậy cao như vậy? Này mua mấy xô cái 37 luôn. Này mua lựa anh 2 kg thì này là số quảng canh luôn cho anh này luôn nè. Bữa nay tại vì thẳng vô nước. Số bự quảng canh là nhiều nha. Số biển mắc dữ không? Rồi à. Số biển nhìn màu đẹp dữ cả. Ôi ôi, bự nè. Số biển luôn. Bên kia thấy bán 1,000,000 luôn, còn cái này nè, 1,200,000 hay gì đó. Số biển. Ôi ôi. Ôi ôi, mấy ba con nè. Hết biết số. 900,000. Chát quá, đại gia ăn nổi sòn sòn ăn không nổi. Bữa giờ ở ngoài đó 160 luôn hả? Giá cao. Lấy bự có thịt. Ngao biển nè. À, tới 160 kg nè, kêu ngao. Ngao hay là nghêu?
siêu ngao trắng với con ngao này, ngao biển kêu con ngao thôi, còn nhiêu là khác, nhiêu là con này, tại kêu ngao chắc con này quá. Lấy cho hai cái ngao biển đó đi. Con lớn nữa không? Không, con này. Không biết ngao con nào, con ngao này. Con này dưới đó không là 150 ngàn. Lên xô vậy đó hả? Ừ. Cái này lựa ra lỗ này cái mấy chục ngàn. Con này mập dữ không chú mời? Hả? Con này mập dữ không? Ngon mà. Thôi lấy hai cái nhỏ đi, không biết dặn không biết xài cỡ gì thôi. Hôm nay dặn càng sò xào thì ổng la không có tôm 4 năm, bữa nay có 6 con mới tính giá bao nhiêu. Chú Quân, dặn 4 năm không có rồi, chờ 6 con thì tính nhiêu ạ? Tính cần nhẹ lên 400 ngàn còn chờ đợi chứ nữa. 400 rưỡi rồi, rớt con mà rớt xuống 50 ngàn có ít lắm à. Làm gì la lớn gì vậy? Ở bán bớt, rớt bớt 10 ngàn còn đòi 4 giờ đồ chém bây giờ. Quen mới bán cho đó, quen bán cho đó rồi đại ca ơi. Đâu? Này hả? Này của ta hả? Ừ đó, thử ra. Thứ cỡ vậy hả? Ừ. 9-10 cái kia hả? 9-10 cái kia hả? Nó lại con này, cái kia lại con một à. Khó gì tại người ta dặn gì. Càng mày mua. Anh Nhân ơi. Hả? Vừa bán chỉ bán vô vào cắt nhiều cái nhà lầu đồ bán cho mắt. Nhà cậu. Anh Nhân cân em 7 cái tôm đó ra trước đi, em lấy trước. Với 10 cái 12 con xào. 10. Bịch 6, bịch 4 đi. Chia bịch 6, bịch 4 á. 10 cái xào á. Thằng kia để lát nó lấy xào á kìa. Ừ cái đó ở đây gần để cho cô thở oxy gần sáng cô cho nó ngon. Ê, em đi xa em đi trước, em đóng thùng đi trước. Nó 10 cái chia bọc 4 con ấy giùm nha. Lấy đi, đổ ra em đi mua cái thùng cái. Đổ em đi mua cái thùng. Lấy đi, căng đi em đi mua cái thùng, em lấy. Bịch 6, bịch 4. Tôm xào 12 nha. Nhỏ. Nhỏ này 110 ngàn của chú anh Việt, tôm sống luôn nè. Qua anh kia anh mua 3 kg ngon quá, bữa nay anh mua 6 kg nữa. Mềm dễ ăn. Giờ gam gam nó dễ ăn. Rồi hôm nay đang quay clip đến đây thì kết thúc clip của chú anh chị ơi. Tại giờ mới đi giao đồ ngoài Bình Dương nữa. Cô chú anh chị nào có xem kênh, nếu mà thích kênh Tăng thì nhớ bấm một lượt đăng ký với lại một lượt thích để theo dõi những video tiếp theo của chú anh chị. Bây giờ Tăng xin dừng clip đây nha.